Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thời tiết Hà Nội được dự báo trời nhiều mây, mưa rào rải rác ở một vài khu vực trong thành phố. Sáng sớm có sương mù nhẹ với nhiệt độ từ 25 đến 26 độ, độ ẩm ở mức cao trên 90%. Từ sau 9 giờ nắng lên làm tan sương mù, mây mỏng bớt nên nhiệt bắt đầu tăng nhẹ. Đến 10 giờ nhiệt độ tăng lên 28 độ và lên mức 29 độ vào giữa trưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến là 30 độ nhưng kéo dài không lâu, trong khoảng thời gian từ 13 cho đến 14 giờ. Sau đó nhiệt độ bắt đầu giảm dần và duy trì ở mức là 27 độ khi trời tối. Lúc này mưa dông có thể quay trở lại. Độ ẩm trong ngày dao động từ 65 cho đến 88%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 18 và rạng sáng 19 tháng 10 sẽ có một đợt không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, gây mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có nơi mưa to. Tuy nhiên, đây vẫn là những đợt không khí lạnh đầu mùa nên chưa đủ gây lạnh cả ngày lẫn đêm cho Bắc Bộ, do đó trời chỉ se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Giai đoạn này ở thủ đô Hà Nội, sự thay đổi lớn nhất về thời tiết là độ ẩm tăng, khiến nhiệt độ đêm và sáng sớm cũng tăng nhẹ dù nhiệt độ ban ngày không thay đổi. Độ ẩm tăng khiến không khí oi bức, cảm giác ngột ngạt. Một số tỉnh thành khu vực Bắc Bộ như là Quảng Ninh, Hải Phòng và Nam Định cũng có nhiệt độ và độ ẩm tương tự Hà Nội. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông nhiều mây, không mưa với nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh nhiều mây, không mưa với nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa với nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.